Xin chào tất cả các quý khách hàng đã đến với livestream của MediaMart Đến Hẹn Lại Lên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng các đội bóng đang thi đấu tại vòng bảng của World Cup 2022. Và đây cũng là thời điểm mà các đội bóng của chúng ta đang chuẩn bị vào những bước cuối cùng để thi đấu, để xem đội nào sẽ được bước tiếp vào vòng trong với 16 đội bóng còn lại. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay vẫn là nhãn hàng với cái tên quen thuộc TCL, nhà sản xuất ra hàng ngàn chiếc TV có thiết kế sang trọng, hình ảnh vô cùng xịn sò, kích thước màn ảnh lớn và âm thanh đỉnh cao. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một sản phẩm cực kỳ hot được bán ra với deal cực kỳ hời. Và bây giờ sẽ cùng nhau tìm hiểu với Thùy Linh để xem đó là sản phẩm nào các quý vị khách hàng nhé. Bên cạnh chương trình bán hàng với mức giá sốc thì quý vị và các bạn cũng đừng quên rằng trong livestream của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ có một mini game. Và mini game của chúng ta sẽ diễn ra với nội dung là dự đoán tỷ số trận đấu giữa hai đội bóng là Ba Lan và Argentina. Với mini game này thì phần thưởng của chúng ta sẽ là chiếc TV ngay bên cạnh Thùy Linh đấy ạ. Là một chiếc TV cũng đến từ nhãn hàng TCL với 42 inch, một chiếc Android TV và mức giá được bán ra trên thị trường là 5 triệu 200 ngàn đồng. Thế nhưng trong livestream và trong mini game ngày hôm nay, nếu như các bạn là người may mắn thì chúng ta sẽ được tặng free chiếc TV này luôn mà không cần bỏ ra bất cứ một số tiền nào cả để có thể sở hữu chiếc TV này cùng đồng hành với các bạn trong mùa World Cup này các bạn nhé. Và chương trình mini game của chúng ta sẽ được tính thời gian như cái lúc mà Linh công bố. Nên quý vị và các bạn hãy lắng nghe để xem thời gian mini game cũng như là thể lệ để chơi mini game sẽ là như thế nào ạ. Và ngay bây giờ để làm cho livestream của chúng ta nóng và sôi động hơn bao giờ hết, cũng như là để có thể tham dự mini game với hình thức hợp lệ, thì quý vị và các khán giả đừng quên là hãy like và share livestream ở chế độ công khai mọi người nha. Linh sẽ nhắc lại là like và share livestream ở chế độ công khai. Đầu tiên là để cho chương trình livestream của chúng ta đông vui và náo nhiệt hơn. Thứ hai là để chúng ta có thể tham dự mini game một cách hợp lệ. Bởi vì like và share livestream về chế độ công khai ở trên trang cá nhân cũng là một trong số những cái bước hợp lệ để chúng ta có thể tham dự vào mini game ngày hôm nay đấy ạ. Chứ còn nếu không, lát nữa kể cả quý vị có bình chọn đúng cái tỷ số trận đấu đi nữa, có comment đúng và đầy đủ cú pháp tuy nhiên chưa like share thì chúng ta vẫn chưa được tính là tham dự mini game hợp lệ đâu. Nên là quý vị và các khách hàng hãy nhanh tay chắc chắn. Đầu tiên chúng ta hãy like và share livestream ngay bây giờ đi ạ. Trận đấu của chúng ta thì sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng ngày mai là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022. Nên là hãy lưu ý cái thời gian mà Linh chuẩn bị công bố để tham dự mini game sao cho đúng với thời gian của chương trình mọi người nha. Quay trở lại một chút với chương trình livestream của chúng ta thì trong khoảng thời gian gần đây mọi người cũng có thể thấy rằng là trên fanpage của MediaMart thì thường xuyên sẽ có những livestream như là Thùy Linh đang đứng trước mặt các bạn đây để có thể là đem đến cho mọi người những sản phẩm cực kỳ hot với mức giá cực kỳ sốc. Thêm vào đó là những mini game dự đoán tỷ số trận đấu giữa các đội bóng trong mùa World Cup năm 2022 để từ đó tìm ra người chiến thắng sẽ là người nhận được phần thưởng là một chiếc TV TCL 42 inch có trị giá là 5 triệu 200 ngàn đồng. Đã có rất là nhiều những phản hồi tích cực được gửi về trong các livestream của chúng tôi và tất cả các khách hàng cũng thường xuyên comment thể hiện cảm xúc vui mừng khi mình đã là người đặt hàng thành công những sản phẩm trong chương trình của livestream. Và lần này cũng vậy, chúng tôi sẽ đem về cho quý vị và các bạn những sản phẩm hot với mức giá cực hời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đó là sản phẩm nào. Và trước khi bước vào tìm hiểu về sản phẩm chính ngày hôm nay của chương trình thì Linh sẽ nhắc nhẹ lại mọi người một chút là đừng quên like và share livestream ở chế độ công khai, đồng thời tag thêm ít nhất là 3 người bạn để cho không khí chương trình của chúng ta vui vẻ hơn, tham dự mini game hợp lệ hơn. Và hãy quan sát là trong quá trình chúng ta theo dõi livestream, nếu như có nhìn thấy hình không rõ này, tiếng nghe không rõ thì hãy comment ngay phía bên dưới để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể đem về cho các quý vị khách hàng một chất lượng livestream tuyệt vời nhất để sẵn sàng comment mua được những mặt hàng hot nhất với giá cực kỳ hời. Vâng ạ, hiện tại thì đã là cuối tháng 11 rồi. Bên cạnh cái mùa World Cup đang cực kỳ nóng bỏng hiện nay thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra vào mùa cuối năm. Ví dụ như là đến tháng 12 thì sẽ có Noel này, hay là Tết năm này, rồi là sau đó là chào mừng năm mới Tết Dương. Chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra trong thời điểm này. Chính vì thế nên mình tin chắc rằng tất cả những khán giả đang theo dõi MediaMart đều là những khách hàng đã rất là bận rộn, tuy nhiên thì vẫn yêu quý chuỗi siêu thị điện máy của chúng tôi và dành thời gian để theo dõi livestream và chương trình đang diễn ra. Vậy thì tuy nhiên là cuộc sống bận rộn, chúng ta cũng đều sẽ có nhu cầu giải trí. Thế nhưng mà ví dụ để tham dự World Cup hay là bất cứ một sự kiện nào diễn ra trong thời điểm cuối năm đông vui này thì có lẽ là sẽ hơi mất thời gian một chút nếu như chúng ta sẽ phải mất thời gian và đến tận nơi đang diễn ra cái địa điểm đó. Đặc biệt là đối với những khách hàng nào mà đang muốn đón xem World Cup
với một không khí thật là sôi động và náo nhiệt, thì Linh nghĩ rằng cái cách tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí nhất, thay vì phải bay đến tận Qatar để xem World Cup, rồi là chi thêm khoản tiền đi lại và lưu trú tại đó, thì Linh nghĩ chúng ta hãy sở hữu một thiết bị thật là tốt để có thể đem không khí của World Cup về trong ngôi nhà của mình, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chi phí đi lại, có phải không nào? Và bây giờ để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là sản phẩm nào. Như là Linh đã giới thiệu từ lúc đầu livestream cho đến tận bây giờ là mỗi chương trình livestream, ví dụ như ngày hôm nay, thì nhãn hàng TCL cũng sẽ đem đến cho các quý vị khách hàng của MediaMart một sản phẩm hot với mức giá cực kỳ hời. Và sản phẩm sẽ xuất hiện trong livestream ngày hôm nay của chúng ta là một chiếc TV QLED 4K 55 inch có tên là 55C635 Google TV mọi người nhé. Và giá niêm yết của sản phẩm này hiện tại đang là 19.490.000 đồng. Linh sẽ nhắc lại giá niêm yết là 19.490.000 đồng. Và bây giờ thì Linh sẽ cùng mọi người tìm hiểu xem là trong ngày hôm nay thì mức giá bán ra sẽ là bao nhiêu mọi người nhé. Thực sự thì hiện tại Linh vẫn chưa biết được cụ thể mức giá này là bao nhiêu. Và bây giờ thì mọi người sẽ cùng xem với Linh nha. Wow, 9.990.000 đồng, một mức giá giảm rất là sâu. Thực sự thì là từ 19.490.000 đồng xuống còn chưa đến 10 triệu cho một chiếc TV 55 inch 4K lại còn Google TV mọi người ạ. Nghe đã thấy có quá nhiều tiện ích và mức giá giảm Linh phải nói là quá ấn tượng. Giảm đến 10 triệu đồng, mức giảm quá là sâu. Cho đến hiện tại thì Linh vẫn đang nhìn đi nhìn lại rất là kỹ, là không biết là tôi có đang nhìn nhầm hay không mà mức giá của chúng ta có thể giảm sâu như thế này mọi người ạ. Và thực sự là bây giờ Linh cũng không biết là phải nói gì về con số này, ngoài cái việc là thúc đẩy các khách hàng của chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng ngay trong thời điểm này. Bởi vì Linh không nghĩ rằng là một sản phẩm tuyệt vời như thế, với một mức giá niêm yết như vậy lại có thể giảm đến 10 triệu đồng để về mức giá giảm sâu, chỉ còn 9.990.000 đồng như thế này mọi người ạ. Và chiếc TV này có thể nói là một chiếc TV sang xịn mịn luôn. Và theo như thông tin mà Linh được nhận thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ có 20 chiếc được bán ra thôi ạ. 20 chiếc TV được bán ra, thực ra là 20 nếu nghe thì có vẻ là to đấy. Nhưng mà rõ ràng là chuỗi siêu thị điện máy MediaMart thì trải dài trên toàn quốc và số lượng khách hàng quan tâm cũng rất nhiều. Vậy thì bây giờ con số 20 lại là một con số rất là nhỏ thôi. Nên chúng ta hãy nhanh tay, đồng thời lắng nghe thật kỹ những thông tin mà Linh sẽ cung cấp trong livestream để không bỏ lỡ cơ hội mua hàng với giá cực kỳ hời này mọi người nhé. Vâng ạ, quay trở lại với livestream thì Linh để ý rằng là con số mắt xem livestream của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều, tăng gấp đôi so với lúc mà livestream mới bắt đầu. Và có vẻ như là cái mức giảm giá từ hơn 19 triệu đồng xuống còn chưa đến 10 triệu đồng đang làm cho rất nhiều các khán giả đang theo dõi livestream của MediaMart cảm thấy sôi sục. Và mọi người comment rất nhiều là tại sao lại giảm sâu đến như vậy, là bây giờ nếu như mà để đặt hàng mua thì chúng ta sẽ đặt hàng như thế nào. Thì bây giờ Linh sẽ nhắc lại này, trong livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ có 20 sản phẩm được bán ra thôi. Đây, sản phẩm đang ở ngay bên cạnh Linh đây ạ. Mọi người có thể thấy rằng là kích thước màn hình lớn này, thêm vào đó là trông rất đẹp mắt. Và đối với thiết kế như thế này thì Linh nghĩ là hoàn toàn chúng ta có thể để được ở phòng khách hoặc là phòng ngủ cũng đều rất là hợp lý mọi người ạ. Và đối với những câu hỏi của khách hàng là bây giờ nếu như muốn mua hàng thì đặt hàng như thế nào ạ, cách thức đặt hàng rất đơn giản thôi ạ. Mọi người hãy gõ theo cú pháp sau đây ạ, là 55C635, đó chính là cái tên mã hiệu của sản phẩm đấy ạ. Linh sẽ nhắc lại ạ, 55C635 gạch ngang số điện thoại gạch ngang họ tên của người mua hàng. Linh sẽ đọc lại nha, 55C635 gạch ngang số điện thoại gạch ngang người mua hàng, 55C635 gạch ngang số điện thoại gạch ngang người mua hàng. Vậy là cú pháp của chúng ta đã hoàn thành rồi. Quý vị và khách hàng đã đặt hàng thành công, chỉ cần để lại những thông tin cơ bản, thông tin số điện thoại và 55C635 là mã hiệu sản phẩm, là đội ngũ của chúng tôi sẽ biết rằng là số điện thoại liên lạc của các quý khách hàng là gì, tên khách hàng là gì và sản phẩm mà mọi người quan tâm là gì. Từ đó trực tiếp liên hệ gọi điện để tư vấn kỹ càng hơn về sản phẩm cũng như là về cách thức mua hàng sao cho thuận tiện nhất đối với các khách hàng của MediaMart. Và hãy nhớ mọi người nha, chỉ có 20 sản phẩm thôi nên hãy nhanh tay lên, bởi vì không biết là đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội để có thể sở hữu một siêu phẩm với mức giá phải chăng như thế đâu ạ. Các quý vị khách hàng ơi, Linh thấy là con số mắt xem đang tăng lên không ngừng nghỉ và có rất là nhiều cái sự quan tâm của các khách hàng. Ví dụ như là các khách hàng đang rất là tò mò hỏi là chiếc TV này có gì đặc biệt mà tại sao mức giá niêm yết ban đầu lại cao như thế, đúng không ạ? Linh biết chắc hẳn là để có thể xuống tiền mua một sản phẩm thì chúng ta sẽ phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều để xem là sản phẩm đó có gì đặc biệt. Và
Cũng có khách hàng hỏi là tại sao chương trình ngày hôm nay lại giảm giá sâu đến như vậy. Thì mọi người thấy đấy ạ, là hiện tại thì mùa World Cup đang diễn ra vô cùng sôi nổi và hiện tại cũng là thời điểm cuối năm rồi, nên là Linh tin chắc rằng cái việc mà chúng ta giảm giá sâu sản phẩm như thế này cũng là cái lời tri ân mà MediaMart cũng như là TCL muốn gửi đến cho các quý khách hàng, để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn cái không khí World Cup cũng như là hòa mình vào những lễ hội vào ngày cuối năm, cũng như là để chào đón năm mới. Đây cũng là một cái lời cảm ơn mà chúng tôi muốn dành cho tất cả các quý khách hàng. Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta lại giảm giá ở mức sâu đến như vậy, 9.990.000 đồng, chưa đến 10 triệu đồng cho một chiếc TV 55 inch 4K. Quả thực đây là một mức giá giảm rất sâu, và ngày hôm nay cũng sẽ chỉ có 20 chiếc được bán ra thôi. Nên là quý vị hãy nhanh tay đặt hàng. Linh sẽ nhắc lại một lần nữa cú pháp của chúng ta là đây, Linh sẽ nhắc lại cú pháp cho mọi người nhé, là 55C635 là mã hiệu tên của sản phẩm đấy ạ. Gạch ngang số điện thoại, gạch ngang tên khách mua hàng. Vậy là chúng tôi sẽ chủ động gọi điện để liên hệ mua hàng cho quý khách hàng nhé. Còn bây giờ để biết rằng là tại sao sản phẩm này lại có mức giá niêm yết cao đến như vậy, thì Linh nghĩ là ngay bây giờ hãy cùng Linh tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm này để xem là nó có gì đặc biệt. Quý vị và các khách hàng có thể thấy rằng chiếc TV ngày hôm nay của chúng ta có thiết kế aesthetic, phù hợp với mọi không gian, phòng khách hay phòng ngủ cũng đều phù hợp, có thể biến nhà bạn nổi bật như là một tác phẩm nghệ thuật. Và không biết là mọi người có cùng cảm nhận giống như Thùy Linh hay không. Tuy nhiên thì ở đây mình thấy là chiếc TV có một độ sáng khá là nổi bật, chi tiết màu sắc rất sống động, ví dụ như là những hình ảnh như thế này ạ. Trời, mây, rồi cây cỏ hay là nước thì đều là những màu sắc rất sát với thực tế, thậm chí có thể nói là không chê vào đâu được đối với những cái hình ảnh sống động và sắc nét như thế này. Cảm giác khi mà Linh đứng yên và thưởng thức những chi tiết hình ảnh tuyệt mỹ như thế này thì mình cảm giác là được hòa mình vào thiên nhiên và trong cái khung cảnh như là trong TV vậy. Và mình nghĩ rằng là mình không cần phải đi du lịch đâu xa, cứ thế chỉ cần du lịch qua màn ảnh thôi là đã có thể tận hưởng được rất nhiều cảnh quan đẹp trên thế giới với chi phí cực kỳ tiết kiệm rồi đấy ạ. Không biết là các khách hàng đang theo dõi livestream có thể có được cái cảm nhận rõ ràng và chi tiết nữa hay không. Thế nhưng lúc nãy khi mà thử trải nghiệm hình ảnh của chiếc TV này, Linh cảm giác là tất cả mọi màu sắc đang được thu gọn vào trong tầm mắt của mình. Và tất cả điều này có được là nhờ công nghệ chấm lượng tử với hơn 1 tỷ màu sắc và sắc thái có thể lấp đầy cái hình ảnh để có thể đem lại cho chúng ta một cái hình ảnh sống động như thật như thế này. Linh có thể nói rằng là cảnh quan thiên nhiên ở bên ngoài như thế nào thì qua chiếc TV này nó sống động y như là chúng ta đang có mặt tại cái địa điểm đó luôn đấy mọi người. Cảm giác rất là thực tế và sinh động luôn. Và trước mắt các bạn, mọi người có biết được rằng là chiếc TV này thì có thể minh họa bảng màu rộng với bao nhiêu màu không ạ? Chiếc TV này có thể minh họa với một bảng màu rộng đến hơn 93% gam màu theo tiêu chuẩn, có nghĩa là gần sát thực tế. Sát thực tế là 100% và chiếc TV này đã đạt 93% rồi, có nghĩa là rất sát. Tiêu chuẩn ở đây là tiêu chuẩn DCI P3, giống như là khi bạn nhìn qua kính vạn hoa để chúng ta nhìn những cái điểm ở xa. Và chiếc TV này cũng giống như là một chiếc kính vạn hoa với cái góc nhìn có thể là rộng lớn hơn và sinh động hơn cho người nhìn, để chúng ta cũng không cần phải nhìn qua một chiếc kính nhỏ như thế này để có thể quan sát được rộng lớn hơn cái khung cảnh mà chúng ta đang muốn hướng tới. Thực sự thì Linh đang nghĩ là đối với một chiếc TV có màn hình lớn như thế này, trong không gian khi mà chúng ta đem nó về đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ nhà mình và tắt hết đèn xung quanh đi, chỉ có TV bật thôi, thì sẽ đem lại cái cảm giác như là chúng ta đang ngồi trong rạp chiếu phim vậy mọi người ạ. Đặc biệt là với hình ảnh sắc nét và sống động như thế này. Và bây giờ các khách hàng, chúng ta hãy thử cùng Linh tưởng tượng ra một cái cảm giác như thế này ạ. Là chúng ta đang ngồi ở trong rạp chiếu phim và sau đó thì những tấm rèm được kéo lên và tất cả những diễn viên bước ra ngoài và sau đó bắt đầu màn biểu diễn đầy màu sắc của mình. Thì đó là cái cảm giác như khi mà chúng ta ngồi trước màn hình TV của chiếc TV này vậy ạ. Cảm giác cực kỳ sống động và đó là hiệu ứng, là những gì mà Dolby Vision sẽ mang lại cho các bạn. Vậy thì đó là về hiệu ứng hình ảnh. Còn âm thanh thì sao ạ? Hiệu ứng âm thanh thì chiếc TV này sẽ sử dụng hiệu ứng là Dolby Atmos để đem đến những âm thanh sống động nhất. Và để có thể chúng ta có những hình dung cụ thể hơn thì Linh nghĩ là bây giờ Linh sẽ thử bật âm thanh của chiếc TV này lên để cho mọi người xem là nó sẽ đem lại cái cảm xúc như thế nào khi mà thưởng thức âm thanh của chiếc TV này mọi người nhé. Nghe tiếng TV thôi là Linh đã cảm thấy sinh động hơn rất là nhiều rồi đấy ạ. Đây là những hình ảnh thiên nhiên và Linh nghĩ là khi mà chúng ta quan sát theo dõi thêm những chương trình về du lịch này, về phim truyện, đặc biệt là những bộ phim bom tấn thì chiếc TV này sẽ đem đến cho chúng ta đầu tiên là hiệu ứng hình ảnh, tiếp theo sẽ là hiệu ứng âm thanh sống động y như là khi chúng ta đang theo dõi ngoài rạp đấy ạ. Rất là đẹp, có thể nhìn thấy màu sắc rất sắc nét và rõ ràng luôn ạ. Đó là về hình ảnh và âm thanh.
Còn bây giờ thì xin mời các quý vị khán giả sẽ cùng Linh tìm hiểu thêm những thông tin tiếp theo về thông số của sản phẩm này nha. Có vẻ như là sau phần chiêm ngưỡng về hình ảnh cũng như là âm thanh vừa rồi thì chiếc TV của chúng tôi đã thuyết phục được kha khá các khách hàng đang theo dõi livestream. Vì ở đây Linh đã nhận được một comment là âm thanh nghe thích thật đấy, nghe hay hơn TV cũ và loa ở nhà mình. Bởi vì tại sao ạ? Gia đình của Linh ngày trước cũng thế thôi. Khi mà chúng ta sử dụng những TV truyền thống thì sẽ có một cách là chúng ta lắp đặt TV riêng này, sau đó là đấu nối loa riêng. Thế nhưng mà sẽ có một số trường hợp xảy ra là loa sẽ bị ồn, hay là nhiều khi mà hình đi trước tiếng theo sau, hoặc là tiếng nhảy trước và hình mới theo sau, nó sẽ không thể được đồng bộ bằng cái việc mà tích hợp loa và hình ảnh vào cùng một thiết bị. Chính vì thế nên có thể nói đây là một cái ưu điểm vượt trội của sản phẩm này. Đối với hình ảnh và âm thanh sắc nét như vậy thì Linh tin rằng là chúng ta đối với mùa World Cup năm nay có thể đem được không khí của cả sân vận động về trong nhà mình, rất sống động và cực kỳ hào hứng, đúng không ạ? Hãy nhanh tay đặt hàng mọi người nha. Vâng ạ, một chiếc TV hoàn hảo với kích thước màn hình là 55 inch cùng với âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét thì là điều mà Linh tin chắc rằng là khách hàng nào cũng sẽ yêu thích thôi. Và bản thân Linh cũng như vậy. Và thực sự là khi mà mình đang quan sát TV này trực tiếp thì Linh nghĩ là cái cảm xúc nó sẽ còn được đẩy hơn cao nữa, đẩy cao hơn nữa so với những khách hàng mà đang theo dõi livestream đấy mọi người ạ. Vậy nên là để có thể thưởng thức trực tiếp những cái hiệu ứng mà chiếc TV này mang lại thì quý vị và các khách hàng hãy nhanh tay đặt hàng mọi người nhé. Chỉ trong livestream ngày hôm nay thôi thì chúng ta mới có thể mua hàng với mức giá ưu đãi như vậy mọi người ạ. Linh sẽ nhắc lại và sẽ cầm lại giá của sản phẩm này lên cho những khách hàng nào mà chúng ta vào xem livestream sau cũng có thể xem được mức giá sốc của chiếc TV QLED TV 4K 55 inch có mã hiệu là 55C635, một chiếc Google TV ngày hôm nay được bán với giá sốc chỉ còn 9.990.000 đồng, đã giảm 10 triệu so với mức giá ban đầu, chứ còn giá niêm yết của sản phẩm này ban đầu là hơn 19 triệu cơ ạ. Đối với những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh tuyệt vời như thế thì mức giá này thực sự là một mức giá hợp lý. Thế nhưng trong livestream ngày hôm nay sẽ giảm sâu còn chưa đến 10 triệu thì Linh nghĩ đây sẽ là một thời điểm vàng, cực kỳ thích hợp để chúng ta có thể mua một sản phẩm tốt với mức giá cực kỳ hời đấy ạ. Rồi ạ, ở đây thì Linh đã thấy một cái comment hỏi của khách hàng là giá sẽ giảm trong bao lâu, thì câu trả lời là giá sẽ chỉ giảm trong khoảng thời gian diễn ra livestream thôi ạ. Và đối với câu hỏi của các khách hàng khi mà mới vào theo dõi livestream là làm như thế nào để đặt hàng thì ngay bây giờ Linh cũng sẽ giải đáp lại một lần nữa và thậm chí là sẽ còn nhiều lần nữa trong thời gian phát livestream để cho những khách hàng vào sau có thể nắm được cách thức và cú pháp đặt hàng rất đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần comment theo cú pháp đúng theo tên sản phẩm là 55C635, đó là tên sản phẩm mọi người nhé. Cú pháp của chúng ta là 55C635, gạch ngang số điện thoại, gạch ngang tên khách hàng. Linh sẽ nhắc lại ạ, cú pháp để đặt hàng rất đơn giản, 55C635, gạch ngang số điện thoại, gạch ngang tên khách hàng. Vậy là chúng ta đã đặt hàng thành công rồi ạ. Ai mà đặt hàng trước thì chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu chiếc TV này nhanh hơn đối với những người vào sau. Tại vì chúng tôi sẽ chỉ có 20 chiếc thôi, mà hiện tại những comment đang gửi về rất là nhiều, chứng tỏ là số lượng khách hàng quan tâm cực kỳ khủng. Nên là nếu như không nhanh tay thì Linh đang nghĩ là có khi chưa kết thúc livestream thì 20 chiếc TV của chúng tôi đã hết sạch rồi. Nên hãy nhanh tay, nhanh được hơn người khác thì càng tốt. Hãy nhanh tay đặt hàng đi ạ. Linh sẽ nhắc lại cú pháp của chúng ta là 55C635, gạch ngang số điện thoại, gạch ngang tên khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng của MediaMart sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như là cách thức mua hàng thuận tiện nhất cho các quý khách hàng mọi người nhé. Hãy lưu ý là ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ có 20 chiếc TV được bán ra thôi. Và mức giá này 9.990.000 đồng chỉ được áp dụng trong thời gian diễn ra livestream thôi ạ. Hãy nhanh tay lên. Để không khí buổi livestream của chúng ta ngày càng diễn ra bùng nổ và thêm phần kịch tính thì chúng ta sẽ có thêm một phần mini game như là Linh đã nói ngay ở phía đầu livestream. Và mini game ở đây thực ra thì cũng không phải quá xa lạ đối với những khách hàng thường xuyên theo dõi livestream trên fanpage của MediaMart trong mùa World Cup năm nay nữa rồi. Đó chính là dự đoán tỷ số trận đấu giữa hai đội bóng là Ba Lan và Argentina. Và trận đấu thì sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2022 và diễn ra vào lúc 2 giờ sáng, cũng chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi là đã diễn ra trận đấu rồi. Và phần quà của mini game là gì ạ? Là một chiếc TV TCL Android TV 42 inch có trị giá là 5.200.000 đồng. Đối với giá niêm yết là như vậy. Thế nhưng nếu quý vị và các khách hàng là khách hàng may mắn chiến thắng trong cái mini game lần này thì chúng ta sẽ được nhận free chiếc TV này mà không cần bỏ ra một xu nào cả. Tuy nhiên thì phần quà chỉ có một thôi mọi người nhé. Chỉ có một thôi và chúng ta sẽ chỉ có một người chiến thắng thôi. Nên là ngay bây giờ hãy lắng nghe thật kỹ những thông tin liên quan đến mini game
để tăng thêm cơ hội giành phần thắng về phía mình, đồng thời tăng thêm cơ hội làm chủ của chiếc TV trị giá 5.200.000 đồng đấy ạ. Quả thực đây là thời gian mà chúng ta ăn ngủ cùng World Cup, sống cùng với World Cup luôn. Vì thế nên chỉ cần nghe đến cái từ World Cup và dự đoán tỷ số một cái là tự nhiên cái số lượng mắt xem của livestream tăng hơn hẳn và số lượng các khách hàng comment cũng tăng vọt lên mọi người ạ. Liên tục có những comment được gửi về. Thì ở đây Linh đã có thấy một số cái tên quen thuộc mà trước đây đã nhìn thấy các quý vị khách hàng này ở những livestream trước. Thì có thể cho Linh hỏi là trong số những khách hàng đang theo dõi livestream ở đây, có ai đã từng mua hàng thành công trong những livestream trước, có thể chia sẻ cho Linh biết cảm nhận của mọi người khi mà săn được một món hàng cực kỳ hot với mức giá cực kỳ hời, nó là cảm giác như thế nào hay không ạ? Hay là ở đây thì có ai biết mình đã là người trúng thưởng mini game hay không thì cũng có thể chia sẻ cho Linh mọi người nhé. Và có khá là nhiều khách hàng đặt câu hỏi, sẽ có cả những khách hàng mới vào xem, bởi vì Linh thấy là cái số mắt xem ở đây đang tăng lên rất là nhiều. Khách hàng thắc mắc rằng là thể lệ như thế nào để tham dự mini game. Ok, ngay sau đây, ngay sau khi tương tác với các khán giả thì Linh sẽ cung cấp cho mọi người cách thức thể lệ tham dự mini game nha. Ở đây cũng có một số khách hàng là vào sau hỏi là quà mini game là gì thế ạ? Vâng ạ, đây ạ, đây chính là quà mini game của chúng ta. Một chiếc TV 42 inch đến từ nhãn hàng TCL có mức giá bán niêm yết là 5.200.000 đồng. Thế nhưng nếu thắng mini game thì chiếc TV này sẽ được tặng free cho các bạn mà không mất một đồng nào. Nên là chúng ta hãy chuẩn bị lắng nghe thật kỹ cái thể lệ để tham dự mini game mọi người nhé. Và ở đây cũng có một cái lời động viên mà Linh nghĩ rằng là sẽ là cái lời cổ vũ cho chúng tôi rất là nhiều. Nói là mong MediaMart tuần nào cũng tổ chức livestream ạ. Linh đoán chắc chắn đây đã là một khách hàng mà có thể là đã mua hàng thành công một sản phẩm hot với giá hời, hoặc là một người đã chiến thắng mini game và đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi rồi thì mới có thể là đưa ra được một cái comment mang tính khích lệ và họ hài lòng như thế này. Wow. Rồi ạ, rất là nhiều những comment tổ chức mini game nữa đi ạ. Thực sự làm những mini game của chúng tôi thường đem đến những phần quà rất thực tế và giá trị, nên là nếu như mà đã giành được những cái lời khích lệ của các khách hàng như thế này thì chắc là chúng tôi sẽ phải tổ chức livestream và mini game nhiều hơn thôi ạ. Rồi ạ, rất cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ của các khách hàng dành cho MediaMart. Và chúng tôi chắc chắn là sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu, bởi vì ngay bây giờ thì chúng ta cũng đang có một mini game dự đoán tỷ số mà phần quà chính là chiếc TV bên cạnh Linh. Mình sẽ nhắc lại là một chiếc TV 42 inch có giá bán là 5.200.000 đồng. Và mỗi mini game sẽ chỉ có duy nhất một phần quà thôi ạ. Và thể lệ để tham dự mini game là gì thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe thật kỹ mọi người nha. Vâng ạ, bây giờ thì số lượng mắt xem cũng như là tương tác đang tăng lên rất kinh khủng luôn. Nên là Linh nghĩ bây giờ không để mọi người đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bước ngay vào mini game mọi người nhé. Mini game của chúng ta sẽ là dự đoán tỷ số trận đấu giữa hai đội bóng là Ba Lan và Argentina. Và để có thể tham dự mini game thì quý vị và các khán giả hãy nhớ là làm theo những bước sau đây này. Chúng ta hãy nhớ like và share livestream ở chế độ công khai, sau đó tag thêm 3 người bạn vào mọi người nhé. Nhớ là like và share livestream nha. Và Linh nghĩ là để chắc chắn thì bây giờ mọi người nên like và share ngay đi. Bởi vì nếu có comment đúng, có đầy đủ cú pháp mà quên like và share thì chúng ta cũng sẽ bị tính là tham dự mini game không hợp lệ. Nên ngay bây giờ để tránh những trường hợp quên đáng tiếc thì hãy like và share ngay đi ạ. Và sau đó sẽ comment theo cú pháp sau. Hãy lắng nghe thật kỹ cú pháp này mọi người. Dự đoán tỷ số trận đấu bằng cách comment như sau ạ. Cú pháp của chúng ta là TCL. TCL ở đây là tên nhãn hàng tài trợ của chúng ta. Cách X gạch ngang Y, dấu thăng Z và tác thêm 3 người bạn. Ví dụ, trong đó là chúng ta sẽ có X là số bàn thắng của đội Ba Lan, Y là số bàn thắng của đội Argentina và Z là dự đoán số người dự đoán đúng hoặc thấp hơn gần nhất mọi người nhé. Ví dụ như bây giờ mọi người dự đoán tỷ số trận đấu giữa Ba Lan và Argentina là 2-1 đi và dự đoán cái số người dự đoán kết quả đúng là 1-2-3. Và muốn tag thêm 3 người bạn là Lan Hồng Đào. Vậy thì chúng ta sẽ comment như sau ạ. Hãy lắng nghe thật kỹ comment mẫu của Linh nha. Chúng ta sẽ comment là TCL cách 2 gạch ngang 1 dấu thăng 123 tag thêm 3 người bạn Lan Hồng Đào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần chơi của mình rồi đấy ạ. Và hãy nhớ thật kỹ cho Linh like và share livestream để tránh những trường hợp đáng tiếc quên xảy ra là comment đúng và đầy đủ cú pháp rồi thế nhưng lại quên like và share mọi người nhé. Ngay bây giờ hãy like và share đi ạ. Đúng là nhắc đến World Cup thì cái số lượng tương tác nó sẽ tăng đột biến mọi người ạ. Vừa mới công bố thể lệ tham dự mini game xong là lại ngay lập tức lại có khách hàng thắc mắc ngay với Linh là thế comment bao nhiêu lần cũng được đúng không? Thì bây giờ nếu như comment nhiều như thế thì xác định người đúng như thế nào? Thì câu trả lời là sẽ có một cái lưu ý cho mọi người khi tham dự mini game là như thế này. Mọi người hãy lắng nghe thật kỹ này.
là mỗi nick Facebook chúng ta sẽ chỉ được tham gia dự đoán một lần trong ngày mà thôi. Nhớ ạ, mỗi nick Facebook chỉ được tham gia dự đoán một lần trong ngày mà thôi. Chúng ta sẽ không tính comment sau thời điểm diễn ra trận đấu và comment chỉnh sửa. Mọi người nhớ này, khi mà trọng tài thổi còi để bắt đầu trận đấu ấy ạ, thì trước khi thổi còi chúng ta sẽ không tính comment lúc đó nữa. Và nếu như chúng tôi phát hiện ra là có comment nào trước đó đã được comment rồi nhưng sửa lại sau khi mà đã có kết quả trận đấu thì đó cũng sẽ được tính là comment không hợp lệ mọi người nhé. Nhớ là đến sát giờ trước khi trận đấu bắt đầu là lúc đó mini game của chúng ta sẽ dừng lại để đảm bảo tính công bằng cho tất cả những khách hàng tham dự mini game lần này. Và mọi người hãy lưu ý là để tham dự mini game đừng quên like và share livestream ở chế độ công khai mọi người nhé. Cái này thì Linh sẽ nhắc đi nhắc lại để cho mọi người chúng ta khỏi quên những trường hợp rất là đáng tiếc. Và comment càng sớm thì cái phần thưởng của chúng ta, cái cơ hội giành được phần thưởng sẽ càng cao mọi người ạ. Bởi vì tại sao ạ? Có rất là nhiều khách hàng đã đặt câu hỏi thắc mắc rằng là nếu như bây giờ là có hai người có đáp án giống nhau thì chọn người thắng như thế nào? Câu trả lời là chúng tôi sẽ chọn người comment sớm nhất đấy ạ. Nên là để tăng cơ hội trúng thưởng, hãy comment sớm nhất, càng nhanh càng tốt. Vừa rồi thì Linh cũng đã nhắc qua một số lưu ý để chọn người chiến thắng cũng như là cách thức để tham gia mini game lần này rồi. Nhưng bây giờ thì Linh nghĩ là để chắc chắn hơn, Linh vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa một cách chính xác nhất để cho những khán giả chúng ta tham dự mini game chúng ta nắm được rõ thông tin nha. Giải thưởng dành cho người chơi dự đoán nhanh và chính xác nhất, thỏa mãn điều kiện chương trình. Điều kiện chương trình chính là những điều kiện như là theo cú pháp mà Linh đã đưa ra đấy ạ. Và like share cũng sẽ được tính là điều kiện chương trình của chúng tôi mọi người nhé. Và trường hợp người chơi đoán chính xác kết quả trận đấu, trùng nhau số người dự đoán đúng thì giải thưởng sẽ được trao cho độc giả dự đoán sớm nhất được ghi nhận bởi hệ thống máy của chúng tôi nha. Cái này sẽ là máy tính nên là mọi người yên tâm về cái tính minh bạch của cuộc thi này, của cái mini game này mọi người nhé. Nên là ngay bây giờ hãy like và share livestream ở chế độ về trang cá nhân của mọi người với chế độ công khai đi ạ. Đây cũng là một cái yêu cầu chúng ta tham dự mini game hợp lệ đấy ạ. Phần quà của chúng ta đây, mọi người có thể nhìn vào đây để tăng thêm động lực tham gia mini game lần này. Phần quà sẽ là một chiếc TV của TCL 42 inch có trị giá là 5.200.000 đồng. Đó là mức giá niêm yết. Thế nhưng thắng mini game thì chúng ta sẽ được tặng free sản phẩm này, không mất một đồng nào cả. Nên là ngay bây giờ hãy tham dự mini game bằng cách like và share, đồng thời tag 3 người bạn để không bỏ lỡ cơ hội nhận được phần quà này ạ. Đầu tiên thì để chúng ta có thể có cái nhìn rõ hơn về hai đội bóng sẽ xuất hiện trong cuộc dự đoán tỷ số trận đấu ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về thông tin những ngày qua liên quan đến hai đội bóng này mọi người nhé. Đầu tiên là về đại bàng trắng Ba Lan thì đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 2 bảng C của World Cup năm 2022 vào tối ngày 26 tháng 11 vừa qua, cũng rất là gần đây thôi. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Szczesny và tiền đạo Lewandowski, đều là những cái tên rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và trong hiệp 2 thì các cầu thủ Ba Lan đã gần như co cụm về sân để giữ những làn sóng để bảo vệ khung thành trước làn sóng tấn công dồn dập của Ả Rập. Nhưng mà Ba Lan vẫn có thể để mắt rình rập và tung ra những pha lên bóng đột phá, có thể nói là sắc bén với sự điều tiết của Lewandowski. Trong đó thì đã có không ít lần khiến cột dọc và xà ngang của đối phương phải rung chuyển lên. Và Linh tin chắc rằng là những cái cú bóng này sẽ khiến cho nhiều khán giả phải cảm thấy thót tim đấy ạ. Và với chiến thắng này thì cục diện bảng C đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Và Ba Lan của chúng ta đã có 4 điểm và Ả Rập Xê Út thì có 3 điểm. Và lượt trận đấu cuối cùng chắc chắn là sẽ diễn ra ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn, đặc biệt là với tỷ số sít sao như vậy. Và khi mà đại bàng trắng gặp Argentina, còn Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với Mexico trong lượt trận tiếp theo thì Linh tin rằng đây sẽ là những trận đấu cực kỳ đáng để theo dõi đấy ạ. Tiếp theo là ở phía bên kia của khung thành, đối thủ Argentina đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi trong World Cup năm nay, bởi vì sau trận thua ngược của Ả Rập Xê Út thì những ngày gần đây cái không khí đội của Argentina là đã trôi qua cái sự hoài nghi, sự thất vọng và cái sự tín nhiệm do người hâm mộ gửi đến và khiến cho các cầu thủ của chúng ta phải tự nghi ngờ chính mình. Bởi vì tại sao ạ? Trước đó họ đã có 36 trận liên tiếp bất bại từ năm 2019, 36 trận liên tiếp bất bại, có thể nói đây là một thành tích khá là khủng. Và ở một đất nước mà mỗi người hâm mộ đều là một huấn luyện viên và luôn đòi hỏi chiến thắng từ các cầu thủ của mình thì thực sự là những thành viên của đội bóng này, Linh phải nói là họ sẽ gặp một áp lực rất rất lớn đến từ người hâm mộ của chính mình. Và trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 27 tháng 11 và trong suốt hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã cảm thấy khá là bế tắc. Linh có thể nhận thấy điều này trên khuôn mặt của từng thành viên cho đội bóng và chỉ thật sự bùng nổ ở trong hiệp 2 nhờ màn trình diễn thăng hoa của cái tên quen thuộc, một cái tên rất quen thuộc có thể nói là ngôi sao ấy ạ,
Lionel Messi. Đây thực sự là một cái tên gọi là đỉnh cao luôn đấy ạ. Và thủ quân AB Celeste trực tiếp ghi bàn đã mở được tỷ số ở phút 64, mọi người ạ. Trước khi kiến tạo để tài năng trẻ vào sân thay thế là Enzo Fernandez ấn định chiến thắng cho Argentina ở phút thứ 87. Và trận thắng đầy quan trọng này thì đã giúp chút bỏ được cái áp lực để mở ra cơ hội đi tiếp tại World Cup 2022 cho đội bóng này. Tuy nhiên thì thực sự đây là một chiến thắng có phần khó khăn và hơi căng thẳng ạ. Argentina hiện đang đứng thứ 2 bảng C, có 3 điểm sau 2 trận và bằng điểm nhưng mà hơn Ả Rập Xê Út hiệu số bàn thắng là cộng 1 và trừ 1. Trong khi đó thì Ba Lan dẫn đầu với 4 điểm mọi người ạ. Mexico đứng cuối với 1 điểm. Và trường hợp thứ hai là trong trường hợp thắng Ba Lan trong trận cuối thì Argentina sẽ có 6 điểm và được chắc chắn là sẽ đi tiếp vào vòng trong. Khi đó thì họ cũng sẽ có nhiều khả năng dẫn đầu bảng hơn. Và Ả Rập Xê Út sẽ là đối thủ cạnh tranh duy nhất cho vị trí này. Đội bóng châu Á của chúng ta chỉ có thể xếp trên Argentina nếu như mà thắng Mexico ít nhất là 3 bàn cách biệt mọi người ạ. 3 bàn cách biệt, thực sự đây cũng là một thử thách khá là khó khăn đấy ạ. Trong trường hợp hòa Ba Lan thì Argentina sẽ có 4 điểm và tiếp tục xếp sau đối thủ. Còn lúc này khả năng đi tiếp của Argentina sẽ phụ thuộc vào trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Mexico. Trong trường hợp Mexico thắng thì Ả Rập Xê Út sẽ lên đầu bảng và Argentina sẽ bị loại. Ngược lại, nếu như đội bóng châu Á hòa Mexico thì Messi và đồng đội sẽ vào tiếp vòng 1/8. Còn trong trường hợp là Ả Rập Xê Út thua, Mexico sẽ có cùng 4 điểm với Argentina và khi đó thì Mexico sẽ đi tiếp nếu thắng 4 bàn cách biệt. 4 bàn cách biệt thực sự sẽ là một thử thách đấy ạ, vì đây là một con số không hề nhỏ. Và nếu Mexico thắng 3 bàn cách biệt, họ sẽ bằng điểm và hiệu số với Argentina. Lúc này thì số bàn thắng sẽ mang ý nghĩa quyết định là nếu tiếp tục cân bằng, Argentina sẽ vào vòng 1/8 nhờ chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Có thể nói đây là một trận đấu khá là cam go. Và trong trường hợp thua Ba Lan thì Argentina sẽ bị loại. Và khi đó thì họ chỉ có 3 điểm sau 3 trận. Và Ả Rập Xê Út sẽ đứng thứ 2 nếu như thắng hoặc là hòa Mexico. Và ngược lại thì Mexico sẽ được tiếp tục đi nếu như mà có thể thắng được. Có thể nói là đây quả thực là một trận đấu khá là phức tạp. Và để có thể giành chiến thắng và đi sâu vào vòng trong thì mỗi đội sẽ đều phải cố gắng không ngừng nghỉ. Cực kỳ khó luôn đấy ạ. Vâng ạ, và quay trở lại với mini game dự đoán tỷ số trận đấu giữa Ba Lan và Argentina thì các quý khách hàng có thể dựa vào nhiều yếu tố để nhận định, xem những gợi ý của bạn bè hoặc là đánh giá của các chuyên gia để xem là liệu cái bàn thắng nó có thể lên đến số bao nhiêu và nó sẽ nghiêng về đội nào mọi người nhé. Nhưng thực sự là cho đến bây giờ thì chưa có gì là chắc chắn đâu ạ. Chỉ đợi có khi nào mà trận đấu diễn ra thì chúng ta mới biết được là cái thế trận lúc đó như thế nào. Tuy nhiên thì trước đó hãy nhớ là thể lệ để tham dự mini game như sau. Trước khi comment thì hãy nhớ là like và share livestream mọi người nhé. Điều quan trọng phải nhắc lại rất nhiều lần là like và share livestream ở chế độ công khai trên trang cá nhân và tag thêm 3 người bạn, sau đó mới đến phần bình luận mọi người nhé. Phần bình luận của chúng ta sẽ có cú pháp như sau mọi người này. Bình luận theo cú pháp là TCL cách X gạch ngang Y dấu thang Z và tag thêm 3 người bạn. Trong đó thì X là số bàn thắng của đội Ba Lan, Y là số bàn thắng của đội Argentina và Z là số người dự đoán đúng hoặc thấp hơn gần nhất mọi người nhé. Ví dụ mọi người dự đoán tỷ số bàn thắng là 2-1, số người dự đoán đúng hoặc thấp hơn gần nhất là 1-2-3. Muốn tác thêm 3 người bạn là Lan Hồng Đào, vậy thì chúng ta sẽ có cú pháp mẫu như sau ạ. Là TCL cách 2 gạch ngang 1 dấu thăng 1-2-3, tác thêm 3 người bạn Lan Hồng Đào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần tham dự mini game của mình rồi. Tuy nhiên, nhớ là like và share livestream ngay bây giờ để tránh những sự bỏ quên đáng tiếc mọi người nha. Hiện tại thì Linh đã thấy có rất là nhiều comment theo khá là đúng cú pháp để tham dự mini game mà Linh đã gửi cho mọi người, cũng như là có rất nhiều lượt chia sẻ, thả tim và like với livestream của chúng tôi. Đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý khách hàng đã ủng hộ chương trình livestream của MediaMart cũng như là mini game của chúng tôi. Và không biết là may mắn sẽ mỉm cười với ai đây ạ. Phải thú thật với mọi người là trước khi đến đây và cùng đồng hành với các quý khách hàng trong livestream ngày hôm nay thì Linh và người bạn của mình cũng đã rất thắc mắc rằng là cũng đã thử ngồi trò chuyện với nhau và dự đoán xem là đội nào sẽ là tiếp tục giành được 3 điểm để đi vào vòng trong. Nhưng thực sự là quá khó để phân tích bởi vì từ đầu mùa World Cup cho đến nay thì rất nhiều những cú lội ngược dòng mà chúng ta phải cảm thấy là cực kỳ bất ngờ. Vì thế nên có thể nói là bây giờ chưa có gì để chắc chắn cả. Và chúng mình đã nói với nhau là ai dự đoán đúng thì sẽ là được người kia mời đi ăn.
còn ai dự đoán sai là phải trả tiền cho cái bữa ăn đó. Nên là thực sự bây giờ mình cũng chưa biết là mình sẽ là người được mời ăn hay là mình phải là người trả tiền ăn. Thôi thì cứ phải đợi xem là trận bóng, xem bóng lăn như thế nào, trận bóng diễn ra như thế nào thì lúc đó mình mới đưa ra được cái phán đoán chính xác nhất. Và Linh cũng nghĩ rằng có rất là nhiều khách hàng đang theo dõi livestream cũng đang nằm trong trường hợp như Linh. Nhưng tốt nhất là chúng ta cứ xem thực tế nó như thế nào mọi người nha. Có rất là nhiều khách hàng bây giờ mới vào theo dõi livestream và chưa nắm rõ được thể lệ để có thể tham dự mini game của chúng tôi. Thì hiện tại là bây giờ xin mời đội bộ phận kỹ thuật sẽ ghim giúp chúng tôi cái cú pháp và thể lệ để tham dự mini game để dành cho những khách hàng nào mà chúng ta vào xem livestream sau có thể nắm được cách thức tham dự mini game đúng và chính xác nhất mọi người nhé. Tuy nhiên thì hãy đừng quên là like và share comment ở chế độ công khai trên trang cá nhân của mình. Sau đó là tag thêm 3 người bạn, lúc đó chúng ta mới được tính là tham dự mini game đúng thể lệ theo như chương trình yêu cầu ạ. Vâng ạ, nãy giờ thì Linh đã cùng mọi người bình luận về thể thao rất nhiều, cùng nhau tìm cách dự đoán được cái tỷ số của trận bóng sắp tới. Thế nhưng thực sự thì sẽ rất là khó đoán nếu như trận đấu chưa thực sự diễn ra. Vì thế nên là để mọi người có thêm thời gian suy nghĩ thì mọi người cũng đừng quên rằng là trong chương trình livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ còn có chương trình bán hàng giá sốc với sản phẩm là một chiếc TV 55 inch có tên là đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay, một chiếc TV QLED cực kỳ xịn sò 55 inch được bán ra với mức giá là 9 triệu 990 ngàn đồng mà mức giá bán niêm yết ban đầu là đến hơn 19 triệu cơ mọi người ạ. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chỉ có 20 chiếc được bán ra với mức giá là 9 triệu 990 ngàn đồng mà thôi. Vì thế nên là quý vị và các bạn hãy nhanh tay đặt mua hàng để không bỏ lỡ cơ hội này mọi người nhé. Hãy nhanh tay lên ạ. Đây chính là sản phẩm chính của chúng ta đây ạ. Đây, sẽ cho mọi người xem giá bán ra đây ạ. 9 triệu 990 ngàn đồng. Chiếc TV là 55C635 Google TV mọi người nhé. Một chiếc TV 4K và 55 inch. Linh sẽ nhắc lại ạ. Đây là chiếc 55C635 Google TV mọi người nhé. Được bán ra với mức giá là 9 triệu 990 ngàn đồng ạ. Lúc nãy ở phần đầu livestream thì Linh cũng đã đưa ra cho mọi người thấy được những thông tin cũng như là chất lượng hiển thị hình ảnh trên chiếc TV này như thế nào rồi. Thế nhưng mà đối với một chiếc TV xịn sò với mức giá niêm yết là hơn 19 triệu đồng thì Linh nghĩ là những tính năng vượt trội mà nó đem lại không chỉ có như vậy không thôi đâu ạ. Vì thế nên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm là nó sẽ còn có điểm gì đặc biệt hơn mọi người nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hệ điều hành của Google TV. Như là Linh đã nói rồi ạ, đây là một chiếc Google TV và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là hệ điều hành này sẽ đem đến cho chúng ta những tiện ích như thế nào để xem là nó có giúp cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện và dễ dàng hơn hay không mọi người nhé. Hãy cùng Linh tìm hiểu. Vâng ạ, hiện tại thì trên tay Linh đang là chiếc điều khiển từ xa có thể dùng để điều khiển hoặc là nhấn nút tìm hoặc là tra soát những thông tin về giọng nói. Đối với những khách hàng nào mà mình hơi bị lười gõ phím như Linh này, hay là đối với những khách hàng nữ mà vừa mới làm một bộ móng tay xinh mà không muốn phải gõ nhiều thì tốt nhất là chúng ta hãy sử dụng điều khiển và tìm kiếm bằng giọng nói. Hiện tại thì đang là mùa World Cup nên là Linh nghĩ sẽ thử yêu cầu chiếc TV này đưa ra cho Linh một cái thông tin về World Cup gần đây nhất. Gần đây thì chúng ta sẽ có trận đấu giữa Ba Lan và Ả Rập Xê Út thì Linh sẽ thử xem sao mọi người nhé. Nhấn nút tìm kiếm này. Ba Lan, Ả Rập Xê Út, World Cup 2022. Wow, bắt tiếng rất nhanh mọi người nha. Đứng cách xa tầm khoảng 1 mét rưỡi mà chiếc TV này bắt tiếng rất là chuẩn đấy ạ. Ở đây thì Linh thấy ạ, sẽ có những thông tin gì đấy ạ. Là trực tiếp mô phỏng trận Ba Lan với Ả Rập Xê Út này. Rồi là Lewandowski lần đầu lập công ở World Cup 2022. Rồi là Ba Lan 2-0 Ả Rập Xê Út World Cup 2022. Hay là trực tiếp Ba Lan Ả Rập Xê Út có thể xem tại VTV2 trực tiếp trên chiếc TV này. Có thể thấy rằng chỉ cần nói từ khóa ra thôi là TV sẽ tự tìm ra cho chúng ta những cái thông tin gần nhất, về sát nhất với cái từ các từ khóa mà chúng ta tìm. Bây giờ là sẽ thử tìm một cái gì đó khó hơn đi. Xem nào, một bài thơ đi mọi người, thử nha. Hãy đọc một bài thơ đi ạ. Mỗi lần có ai hỏi bạn có người yêu chưa, hãy đọc cho họ nghe bài thơ này của trợ lý Google nhé. Câu này hỏi khó quá đi, người yêu đâu phải muốn thì có luôn. Kể ra lại thấy thêm buồn, bận làm trợ lý ơ lương dài dài. Tìm ngoài mà chẳng thấy ai, chịu làm bạn gái, bạn trai đâu nào. Chuyện tình duyên chẳng biết sao, thôi thì mặc kệ tự hào độc thân. Wow, World Cup 2022. Wow, để xem là sẽ ra những kết quả gì cho chúng ta đây ạ.
Đây ạ. Đây ạ, những trận đấu giữa hai đội này, giữa Hàn Quốc và Ghana này. Wow, rồi là Messi có bàn thắng thần kỳ, những highlight trong những trận đấu nổi bật trong suốt thời gian vừa qua thì chiếc TV này đều có thể tìm ra được cho tôi chỉ với một từ khóa là World Cup 22. Cái gì nổi bật nhất thì cho lên trước, cực kỳ dễ theo dõi đúng không ạ? Một chiếc TV không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí thông thường là xem phim, chơi game hay là xem ca nhạc, xem bóng đá, mà bên cạnh đó còn có thể đưa ra lời hồi đáp cùng những yêu cầu của chúng ta, có thể đọc thơ, có thể hát. Thực sự thì không khác gì giống như giao tiếp giữa con người và con người với nhau. Đây thực sự có thể nói là một sản phẩm đến từ tương lai rất đáng để bỏ tiền túi ra mua đấy ạ. Vâng ạ, một sản phẩm đến từ tương lai. Hiện tại ngày hôm nay trong livestream của MediaMart, chúng tôi sẽ bán ra với giá là 9.990.000 đồng, trong khi mức giá niêm yết ban đầu là hơn 19 triệu đồng cơ mọi người ạ. Vì thế nên hãy nhanh tay lên ạ. Chiếc TV của chúng ta đến từ nhà sản xuất TCL QLED TV 4K 55 inch, có tên là 55C635 Google TV, với mức giá cực sốc 9.990.000 đồng, sẽ chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Và livestream của chúng ta hiện tại thì đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi, có nghĩa là chúng ta cũng sẽ không còn quá nhiều thời gian để có thể mua được sản phẩm này với mức giá ưu đãi đâu ạ. Và trong livestream ngày hôm nay sẽ chỉ có 20 chiếc được bán ra thôi, đúng 20 chiếc. Hết livestream là chúng tôi sẽ quay trở lại với mức giá niêm yết ban đầu. Với một sản phẩm có rất nhiều tính năng ưu việt như thế thì mức giá chưa đến 10 triệu thực sự là một mức giá rất hời mọi người nhé. Nên là hãy nhanh tay đi ạ. Theo cú pháp đặt hàng của chúng tôi sẽ thông báo lại ngay bây giờ, để cho những quý khách hàng nào chúng ta mới vào xem livestream chưa nắm được cú pháp nhận hàng thì hãy đặt hàng ngay ạ. Cú pháp đặt hàng như sau là 55C635 gạch ngang số điện thoại họ tên. Linh sẽ đọc lại ạ. Cú pháp mua hàng 55C635 gạch ngang số điện thoại họ tên. 55C635 gạch ngang số điện thoại họ tên. Vậy là chúng ta đã tiến hành đặt hàng thành công rồi ạ. Sau khi nhận được những thông tin của quý khách hàng gửi về thì bộ phận chăm sóc khách hàng của MediaMart sẽ trực tiếp liên hệ, tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm cũng như là cách thức mua hàng thuận tiện nhất cho các quý khách hàng. Và các quý khách hàng thân yêu, chúng ta sẽ lưu ý một điều như sau là khi mà chúng ta comment đúng và đủ cú pháp mà chương trình đã cài đặt thì bộ lọc comment của người tham gia chúng tôi sẽ dựa theo những comment đó để xem ai đúng và đầy đủ cú pháp mới có thể đủ điều kiện mua hàng với mức giá là 9.990.000 mọi người nhé. Còn nếu sai hoặc thiếu thông tin thì sẽ rất khó để xác định được mặt hàng mà mọi người muốn mua, số điện thoại của khách hàng là gì và tên khách hàng là gì. Nên là mong quý khách hàng thông cảm và vui lòng làm đúng theo hướng dẫn về cú pháp để có thể đặt mua hàng của chúng tôi. Nhanh tay lên ạ. Hiện tại thì Linh chắc chắn rằng trong kho hàng của chúng tôi đã không còn nguyên 20 chiếc TV nữa rồi, bởi vì đã có rất nhiều khách hàng gửi comment số điện thoại để đặt hàng sản phẩm này rồi đấy ạ. Tương tự như vậy cũng sẽ áp dụng đối với chương trình mini game của chúng tôi. Các quý khách hàng tham dự mini game cũng vui lòng làm đúng và đầy đủ theo cú pháp mà chúng tôi cung cấp để tham dự mini game hợp lệ mọi người nhé. Và điều cần thiết đó chính là like và share livestream ở chế độ công khai. Và sau đây thì Linh sẽ cung cấp lại một lần nữa cú pháp để tham dự mini game để giành được phần quà là một chiếc TV 42 inch có trị giá là 5.200.000 đồng. Cú pháp để tham dự mini game của chúng tôi như sau ạ. Quý vị và các khán giả hãy nghe thật kỹ ạ. TCL cách X gạch ngang Y, dấu thăng Z và tác thêm 3 người bạn. Trong đó thì X là số bàn thắng của đội Ba Lan, Y là số bàn thắng của đội Argentina và Z là dự đoán số người đoán đúng hoặc là thấp hơn gần nhất mọi người nhé. Đó là cú pháp để chúng ta tham dự mini game đấy ạ. Và sẽ có những lưu ý sau đây mà mọi người hãy nhớ kỹ giúp Linh nhé. Đó là các khách hàng like và share livestream ở chế độ công khai trên trang cá nhân của chúng ta. Mỗi nick Facebook sẽ chỉ được tham gia dự đoán một lần trong ngày. Chúng tôi sẽ không tính những comment sau thời điểm diễn ra trận đấu và comment chỉnh sửa. Và mọi người lưu ý lại lần nữa về thời gian tham dự chương trình mini game ạ. Là chúng ta sẽ comment đến trước khi trận đấu diễn ra. Mọi comment sau thời điểm này hoặc comment chỉnh sửa đều không hợp lệ và chương trình sẽ không tính mọi người nhé. Và đừng quên like và share livestream ở chế độ công khai. Nhớ giúp Thủy Linh nha. Đầu tiên là khi bạn thấy một chương trình hay là một bộ phim thú vị nào đó thì hãy ngay lập tức thêm nó vào danh sách theo dõi Google Watch List để theo dõi những khám phá mới của chính mình. Và thậm chí là bạn có thể thêm vào danh sách theo dõi của mình từ điện thoại hoặc là máy tính xách tay thông qua Google tìm kiếm trên bất kỳ một trình duyệt nào, rất thuận tiện phải không ạ? Và khi mà chúng ta không sử dụng TV
hãy tái hiện lại những kỷ niệm yêu thích của bạn trên màn hình phẳng bằng cách sử dụng Google Photos hoặc là được chuyển đến các địa điểm trên toàn cầu với các hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn từ Getty Images hoặc là Google Earth và thậm chí là có thể hơn thế nữa. Có thể thấy rằng kho ứng dụng của chúng ta gần như là phủ kín trên toàn cầu mọi người ạ. Và thêm nữa là chiếc TV này cũng có chế độ dành riêng cho trẻ em để người dùng tiện quản lý thời gian sử dụng của các bạn nhỏ. Và thực sự để mà nói thì ngày xưa nếu như có cái chế độ này trên TV nhà mình thì có lẽ là Linh nghĩ là bố mẹ Linh sẽ quản lý được Linh tốt hơn rất nhiều và mắt mình sẽ không bị cận như bây giờ. Và đây là Kids Care, một không gian giải trí phong phú giúp cả gia đình có thể giải trí và an toàn. Và với Kids Profile có thể giúp chọn lọc những nội dung phù hợp với các bạn nhỏ trong gia đình mình. Các cha mẹ có thể kiểm soát tốt hơn thông qua việc sử dụng bộ hẹn giờ cho nội dung dành cho trẻ em để dễ dàng theo dõi được khung giờ xem TV cho con em mình. Đã bao giờ các bạn nghĩ là mình có thể quản lý được căn nhà ngay trên TV của mình không ạ? Đối với Home Control thì điều khiển các thiết bị gia đình sẽ được kết nối tương thích trực tiếp từ TV của bạn và chúng ta có thể xem nguồn cấp dữ liệu camera an ninh của bạn ngay trên màn hình TV. Thực sự là đối với thiết bị này sẽ giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc theo dõi an ninh xung quanh nhà ở của mình, cũng như là đối với những người nào mà thường xuyên quên cái việc tắt đèn, tắt điều hòa hay tắt quạt như Linh thì có một thiết bị camera theo dõi với màn hình khủng như thế này trong nhà thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đấy ạ. Hiện tại thì livestream của chúng ta đã đi gần hết đến hồi kết rồi mọi người ạ. Hiện tại thì trong kho của chúng tôi số lượng TV còn lại được bán ra với mức giá là 9.990.000 đồng. Còn chưa đầy một lòng bàn tay nữa thôi là chúng tôi đã hết hàng rồi. Nên ngay bây giờ chúng ta hãy nhanh tay mua lấy những chiếc TV cuối cùng. Còn đối với những khách hàng nào mà chúng ta đã đặt hàng thành công rồi thì có thể thông báo ở phía dưới comment để Linh và MediaMart có thể gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn mọi người nhé. Và mọi người nhớ là hãy tiếp tục vào like, share và tag bạn bè cùng tham dự mini game của chúng tôi. Và cú pháp tham dự mini game thì ngay bây giờ sẽ được bộ phận kỹ thuật của chúng tôi ghim lại một lần nữa để cho những khách hàng nào vào xem sau có thể nắm được thể lệ trò chơi. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để nhận được phần quà từ chương trình là một chiếc TV TCL 42 inch có trị giá là 5.200.000 đồng. Vậy là chúng ta đang bước vào những phút cuối cùng của chương trình bán hàng giá sốc ngày hôm nay với chiếc TV 55 inch cực kỳ hot là 55C 635 55 inch 4K với mức giá niêm yết lúc ban đầu là hơn 19 triệu đồng. Vâng, hơn 19 triệu đồng đấy ạ. Và khi bán ra trong livestream ngày hôm nay của chúng ta sẽ chỉ có mức giá là 9.990.000 đồng và chỉ trong livestream thôi. Trong khi là còn ít phút nữa livestream của chúng ta đã kết thúc rồi. Hiện tại thì đã có rất là nhiều khách hàng nhắn tin cho livestream của chúng tôi và nói là mình đã đặt hàng thật rồi, bây giờ thì đợi hàng về nhà thôi. Được tư vấn rất là nhanh và cực kỳ lẹ, cực kỳ thuận tiện luôn. Và hiện tại thì có thể là có một số khách hàng vẫn còn có nhu cầu muốn mua TV, thế nhưng mà cái số lượng của chúng tôi không có trông cho phép. Thì quý vị và các bạn cũng đừng buồn, bởi vì hiện tại trên hệ thống của MediaMart thì sẽ vẫn còn rất nhiều những chương trình khuyến mãi khác và những sản phẩm khác. Hoặc là chúng tôi cũng sẽ có những livestream tiếp theo hoặc là với những sản phẩm khác để quý vị và các bạn có thể vẫn săn được hàng hot với mức giá cực kỳ hời. Và hãy nhớ cập nhật thêm thông tin trên fanpage của chúng tôi để xem là buổi livestream tiếp theo sẽ diễn ra vào khi nào mọi người nha. Quý vị khách hàng thân mến, bên cạnh đó thì mini game dự đoán tỷ số trận đấu giữa Ba Lan và Argentina của chúng tôi đã diễn ra rất sôi nổi ngay từ khi bắt đầu rồi. Và mọi người lưu ý rằng phần quà của chúng ta chính là một chiếc TV 42 inch đến từ nhà TCL với mức giá là 5.200.000 đồng với mức giá niêm yết. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta thắng mini game lần này thì sẽ được tặng free chiếc TV này mà không mất một xu nào cả. Chiếc TV này đang tìm chủ và tôi tin chắc rằng có rất là nhiều khách hàng ở đây cũng đang muốn sở hữu cho mình một chiếc TV tuyệt vời như vậy. Và lần này để xem là liệu chúng ta có tìm thấy nhau hay không mọi người nhé. Và trận đấu thì sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai ngày 1 tháng 12 năm 2022. Chúng ta sẽ xác định được xem ai sẽ là người sở hữu chiếc TV này ạ. Bởi vì phần quà thì chỉ có một mà người chơi thì nhiều vô kể đúng không ạ? Và mọi người hãy lưu ý rằng là mỗi nick Facebook chúng ta sẽ chỉ được tham dự một lần. Và đến giờ bóng lăn thì chương trình mini game sẽ chính thức kết thúc và chúng tôi sẽ không tính những comment sửa hoặc là được gửi về sau thời điểm bóng lăn mọi người nhé. Đó là lưu ý và mong là mọi người ghi nhớ giúp Linh cái lưu ý này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Linh nghĩ là livestream của chúng ta sẽ kết thúc tại đây để mọi người có thể nghỉ ngơi và tập trung suy nghĩ dự đoán xem đội bóng nào sẽ chiến thắng mọi người nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo với những sản phẩm cũng hot và với những deal hời không kém. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.